Vâng, xin kính chào toàn thể quý chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô của em Lợi. Cũng chia sẻ thẳng với quý chị thì trước giờ thì em Lợi làm toàn xe đẹp nên là cam kết đủ thứ. Và cũng hôm qua hôm kia thì có một số anh em comment khách hàng, thì có một số khách hàng cũng số ít nhưng mà có gọi điện và nhắn tin Zalo em là cần một cái chiếc xe đời cao giá thấp mà lỗi tí được không sao. Thì đây, hôm nay em sẽ bóc phốt cái chiếc xe này cho quý chị nhé. Chiếc xe này là em Lợi đã rơi tiền mua về. Đấy, cũng chia sẻ thẳng là em đã bỏ tiền và đã mua về. Nhưng chiếc xe này em cũng nói thật với quý chị là có bị đâm va. Và xe chạy không phải là chạy ít mà là chạy nhiều. Với chiếc xe này thì bên em cũng không cam kết cho quý chị. Anh em có thể mang hãng, mang thợ, mang bất kỳ đơn vị thứ hai, thứ ba do anh em chỉ định đi check test. Nếu như ra đâm xô tai nạn là các bác phải tặng em 50 triệu. Còn nếu như mà xe mà các bác trách ra mà không ra tai nạn ngập nước thì em lại tặng bác 100 triệu. Đấy. Chia sẻ thẳng với quý anh chị là chiếc xe này là đời 2019, số sàn một cầu, máy dầu. Nếu như thị trường bây giờ là chào 460 triệu nhưng chiếc xe này em bán có 400 triệu thôi. Đấy, 400 triệu cho chiếc xe mà gọi là cũng nát như cháo chó đấy quý anh chị này. Đấy, chiếc xe này thì bị chạm phần đầu này, phần đít này và nó đủ thứ cái xấu luôn. Đấy. Và sau đây em sẽ quay vào từ các cái phần khung gầm nội ngoại thất cho quý anh chị xem mà nhìn cái xe nó xấu tệ, xấu hại như thế nào nhá. Nhưng mà được cái là ưu điểm của nó là giá thành nó kéo lại bằng cái xe đời 2017 thôi, nhưng mà công năng tay lái trợ lực điện đủ hết nhá. Vâng. Chiếc xe này thì lốp thì đã là dàn thứ 2, thứ 3 rồi quý anh chị ạ. Đấy. Toàn bộ xe thì tên công ty nhé. Đây để thẳng số điện thoại cho quý anh chị luôn. Đấy, mua dưới 400, bán 400. Đây, biển cũng đã là xấu rồi này. Xấu ngay từ cái con số 53 đây quý anh chị nhé. Đấy, biển Sài Gòn này. Từ cái hộp sơn nó thứ là chưa có thèm sơn đánh bóng gì nhá. Nhưng mà được cái là, đây, anh em nhìn này, đèn thì cũng đã dặn nứt vào nước à. Đấy, xe bả tít thì quanh cái cốp đít này rồi. Đây, những cái chiếc xe đẹp mỗi ngày em quay ấy, thì là sau khi chảy xước ấy là nó chỉ có tôn và sắt thôi. Những cái này mất cái đường gân này này, bả tít là làm lại này. Hiện tại là cái bao đề sốc đang bị nứt và vênh lên nhá, vênh lên so với bình thường. Đấy, vênh lên so với bình thường đây quý chị nhá. Còn bình thường là nó phải thấp xuống một đoạn. Đấy. Còn tràn thùng thì nói thật với quý anh chị là cũng ối giời ôi. Các bác ấy chở hàng nhiều, móp này, hai bên thành móp hết. Đấy. Chưa thèm gõ ra cơ. Silicon còn một cục kìa. Đấy. Và cái sàn này nhá, quý chị nhìn này, cái sàn này. Đấy, cái sàn này. Sàn này móp méo hết, bắn vít toàn là vít 20.000 một cân. Vít này vít ngoài chợ bán đây này. Cái vít này là vít ngoài chợ bán đấy quý chị nhá. Đấy. Còn các cái chỉ cốp này thì lôm rôm. Đấy. Không thể đoạn mất đoạn còn nữa. Đấy. Sơn lại thì hầu như là không còn sơn zin được cái phần này. Tất cả sàn thùng này nhìn nó không có trau chút gì. Một cái chiếc xe này em nghĩ là bác chủ trước mua vào hình như là thứ 6 ngày 13 cộng theo bấm theo biển 53 nên là cũng hơi đen. Đấy. Bác đít thì bị này, vênh này, cũng có móp béo này. Đấy. Toàn bộ sàn bên này thì tôn vỏ cũng không được căng đâu. Đấy, cũng chiếc xe thẳng là tôn vỏ nó không được căng. Đấy. Chày xước này, lốp láp này. Đấy, chày xước này. Chày xước nhưng mà trong nó có bả tít rồi. Nhìn thân vỏ nó hơi dày. Đấy. Đây là cái phần nội thất thì cũng nói thật với quý anh chị ấy là em vừa mới bọc cái nội thất này là bộ nội thất mới 3,5 triệu nhá. Đấy. Từ các cái phần nội thất này thì được cái là em đầu tư 3,5 triệu em làm rồi. Đấy. Còn vô lăng của chiếc xe thì có mòn rồi nhá. Đây. Theo thời gian thì cũng đã mòn rồi nhưng mà tay lái trợ lực điện đấy, 2019 đợi khá là cao. Được cái bác chủ là còn đủ 2 chìa khóa. Rồi. Đồng hồ thì audio hiện tại là 8,1 vạn nhưng mà đồng hồ này chỉ là con số đẹp thôi. Chứ đồng hồ này thì không ai bao zin đâu. Nhìn cái chất xe của về cái vô lăng này thì em nghĩ nó phải tầm 20 vạn. Đấy. Và đây, cái trần của chiếc xe thì cũng không được giữ gìn đâu. Có bám đất này vẫy lên này. Cũng đã dọn qua rồi đánh không hết được. Thì cơ bản là cái chiếc xe này thì bác chủ trước thì
cho công nhân đi quang quật, nó nhìn xót em nó quá. Về cái phần đầu của chiếc xe nhá, thì cũng chia sẻ thẳng với quý chị là mặt ca lăng này là thay rồi này, 19 là không có mặt ca lăng này nhá. Đấy. Và các cái nhựa này thì cũng bùng nhùng rồi. Do bác chủ thì cũng chạy khá là nhiều, không rủi zin. Đấy, thêm cái ốc này là làm rồi này, bả tít đây nhá. Anh em nhìn này, đây là làm lại hết, bắn lại sơn này. Đấy. Riêng cái phần chín này là bị mất hết rồi này. Mất hết dọc chín này rồi. Hai cái lỗ tròn này này. Này, anh em nhìn cái lỗ tròn này. Đấy, kinh nghiệm nhìn cái lỗ tròn này, bả tít nó không được tròn, nó không còn vào form nhá. Đấy, hai bên này cái này móp méo này, nó không được đẹp. Cái này thì bác chủ em mua thì bác cũng nói là em cũng chỉ tin thôi, là bác bảo là do bác chở hàng rồi xong rồi, để phanh tay nó kéo nó trôi nó ba phần đầu. Đây cái nhựa đầu thì đang còn gãy zin để nguyên này. Đấy, ốc cabo thì cũng đã vặn te tép rồi này, không còn cái gì là zin đâu. Đấy, còn một cái máy và cái hộp số là zin, là không bị tháo dụng thôi. Đấy, và toàn bộ hai bên này thì con nở này cũng đã ra rồi, chảy xước thì không thể tránh được quý chị ạ. Riêng cái chiếc xe này mà chảy xước thì là cho là đẹp rồi, còn đâm xô thì là bình thường. Đấy, và các cái phần ba đời sốc này, cái mép này nó không còn được vào form. Đấy, mép này không vào form nhá. Đấy, mép này nó lệch form này. Đấy, riêng chiếc xe mà nó rẻ hơn thị trường khoảng tầm 50-60 triệu thì quý anh chị cũng phải hiểu rồi tại sao là nó rẻ, mà tại sao là nó như thế. Còn bên em lợi bán thì cũng làm sao nó công tâm chuẩn cho quý anh chị, lỗi là nói lỗi và máy nguyên nói máy nguyên, xe đẹp thì cam kết là xe đẹp. Còn chiếc xe này thì giá rẻ hơn thị trường 50-60 triệu, còn để mà bình thường một cái chiếc xe mà các bác mà cứ bảo lấy chiếc này so sánh chiếc kia thì nó rất khó. Đấy, chiếc xe này nếu như mà đẹp thật sự, xe gia đình sử dụng hoặc là một cái người cũng làm công việc nhưng nó cũng ít thôi, thì cũng chia sẻ thẳng là em mua đến 420 chưa. Còn chiếc xe này thì em đang bán có 400. Đấy, thì chắc chắn là em mua giá dưới 400. Mà để bây giờ một chiếc xe mà em nghiên cứu thị trường đời 2017, bây giờ các bác xe đẹp các bác cũng đang chào số sàn một cầu, các bác cũng chào tầm 4395 đến 405 triệu. Đấy, chiếc này em chỉ bán 400 triệu thôi nhá, và có lộc lá bớt cho quý anh chị. Còn bác nào mà làm sơn hay làm gì thì gara em có báo giá cho các bác đồng ý làm thì làm. Đấy. Còn có một số anh em thì em cũng biết là ví dụ như một số thợ là làm theo kiểu như là mua một cái chiếc xe tai nạn về, xong rồi cắt ghép, xong rồi chỉnh chọt làm thay đồ zin hoặc thay từ cái con xe khác sang, thay cabo của xe khác, thay cái mặt ca lăng của xe khác, nhưng mà chi phí thì nó nhiều hơn và bán theo hình thức xe đẹp. Đấy, thì như thế là biên độ lợi nhuận nhiều và người bán hàng thật sự là không có tâm. Nếu bán hàng có tâm thì cứ chia sẻ thẳng, biên độ lợi nhuận mua rẻ thì bán rẻ cho khách hàng, và có sao nói vậy, xe lỗi nói là lỗi, xe đâm thì nói là đâm. Đấy, còn góc độ em lợi khẳng định với quý chị, xe này anh em đi test check đâu ra tai nạn là chuyện bình thường. Và em nói thẳng với quý chị là nếu mà đi test check thì em không có cam kết gì cả. Đấy, vì sao? Vì nó rẻ hơn thị trường nên là các bác chấp nhận thì mua. Còn các bác nào mà thích xe đẹp xe chất đặt em sẽ tìm cho. Đấy, do là các bác yêu cầu của các bác thôi, các bác nào khó tính cần một cái xe đẹp cứ đặt em sẽ tìm cho anh, em tìm cho anh và em tuyển hàng tuyển cho anh. Còn bác thích hàng nát hàng giá rẻ thì em cũng sẽ tìm cho các bác hàng nát hàng giá rẻ theo yêu cầu của bác. Vì trong lượng khách hàng mà 22.000 khán giả trên mọi miền tổ quốc của em thì cũng sẽ có một phần mua cho công nhân, mua cho gọi là mua cho đối tác quan hệ để họ làm ăn, và cần một cái xe rẻ tiền thì em vẫn tìm cho những cái chiếc xe đấy, và cái chiếc xe đấy thì em cũng sẽ trao đổi thật về cái tình trạng của xe. Đấy, anh em nào mà quan tâm thì ủng hộ em Lợi nhé. Hôm nay cuối tuần chủ nhật, em Lợi cũng xin kính chúc toàn thể anh chị em có một kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình. Em Lợi xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn.